Hello, how are you doing today? As for me, I'm fine, thank you. Hello, chào các bạn. Hôm nay khỏe không? Chúng ta hôm nay có buổi giải đáp nha cho homework number 6. Đồng thời chúng ta cũng coi qua cái cách mà đếm số nha trong tiếng Anh. Thì là kỳ này không thấy có bạn nào comment vô hết. Chắc là cái phần này nhiều bạn nói chung là nó dễ quá rồi. Thì nhưng mà anyway thì chúng ta cũng qua, tại cũng có một số ít bạn nào đó là không biết thì bây giờ chúng ta cũng học luôn nha. Vì cái này nó rất là căn bản. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu. Chúng ta vừa coi vô để trả lời những cái câu hỏi cho cái homework number 6 đó. Đồng thời chúng ta cũng nhân đó để mà coi vô thành cái hệ thống nha. Cách đọc luôn, không phải chỉ trả lời mấy cái câu đó mà cách đọc chung luôn những con số từ 1 cho đến mấy ngàn tỷ gì đó, trăm ngàn tỷ gì đó, thì cái cách đọc nó ra làm sao? Rồi giờ bắt đầu. Trả lời câu thứ 1 của homework number 6 đó. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, tiếng Anh là cái gì? 1 là 1, 1 là 1, 2 là 2, 2, 3 là 3, 3 là 3. Nhớ đọc đớt đớt lưỡi nha, cái chữ sa sa nó giống như là thing, thing là đồ vật, hoặc là I think là tôi suy nghĩ vậy đó. Thì là nó là sa sa, rồi mới ra vô 3, 3 là 3 nha. Chứ mình đọc là 3, 3 là nó lộn ba cây cối rồi. Đó, 3, 3. 4 là 4, 4. Đọc là 4 rồi mới ờ một cái nha. 4. Lý do tại là O nó phát âm nó là O 2 chấm O dài đó. Nhưng mà tận cùng bằng âm R cho nên nó đọc hơi có ờ chút xíu. Mỹ họ đọc 4, 4. 5 là 5, 5. Tức là mình đọc 5 rồi mới thêm âm phụ âm V cuối cùng nhớ nhé. 5, 5. 6, 6 là 6, 6. Nhớ đọc 6 là cái âm cuối cùng nữa nha, phải có phụ âm đó. 6 đó. 7, 7, 7. 8 là 8, 8, 8. 9 là 9, 9. 10 là 10, 10, 10. Đó. Thì con số 1 cho đến con số 10 trong tiếng Anh á, đó là mỗi số nó có một cái từ khác nhau, đúng không? Rồi chúng ta cần nhớ nằm lòng nha. Cái này giống như những cái viên đá để mà căn bản để dùng đó để xây ra muôn ngàn vàng căn nhà, có nghĩa là đếm muôn ngàn vàng con số đó. Thì nó có đại khái nó đều xây lên bằng những con số căn bản nha, là 1 cho đến 10. Bây giờ tiếp theo những cái viên đá căn bản đó nữa, chúng ta cái này phần nó gọi là 1A, 1A là chúng ta thêm vô nha để nói về cái những cái con số căn bản nha, mà nó không có trong cái homework number 6. Thêm vô nữa là từ 10 trở đi cho đến 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Thì là mỗi cái số đó đó, nó có một chữ riêng biệt trong tiếng Anh, cũng là những cái viên đá căn viên gạch căn bản nha, để xây dựng lên tất cả con số. 11, 11, 11, nó có 3 âm, 11, 11, đó. Y này nó không phải y rõ và y dài dài mà nó y ngắn nha. Nó đọc như ờ vậy đó. 11 cũng được nha. Rồi cái 12 là 12. 12. Đọc nó hơi trẹo lưỡi chút xíu nhưng mà đó nó là 12. 12. 12. 12. 12. Rồi mới vật vật. 12. Đó là 12. 13. 13. 13. Thơ này đó cũng đọc như thơ 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 nhưng mà nó đớt lửa lại nha. Nó đọc là sir, sir, cũng như là thing vậy đó. 13, teen này là y dài nha, y hai chấm á, thành ra nó đọc rõ ràng là y nha, mà thành không thả. 13 đó là 13. Còn 14 là 14 đó. 14, 14. 15, 15. 16, 16. 17, 17. 18, 18. 19, 19. 20, 20 là 20.
Cái chữ 20 này nó đọc cũng hơi trèo trèo lưỡi chút xíu. Twe, đúng không? 20. Phần đông người Mỹ thì cái chữ tờ số 2 á, thứ hai là thi á, họ nhiều khi họ đọc thành nó là đi nha. Thành nó đờ, 20. Đó. Rồi bây giờ như vậy là chúng ta biết từ 1 cho tới 20 đúng không? Đó là hai cái 10 cái chữ tiếng Anh khác nhau đúng không? Thì nhớ là cái đó là những viên bà gạch căn bản đó đó. Để sau là chúng ta sẽ nói tất cả các số nha. Rồi, bây giờ chúng ta thêm một số những viên gạch căn bản đó nha, là hàng chục. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Đó, thì mỗi cái hàng chục đó nó lại có một cái chữ khác nhau. Thì cũng là những viên gạch căn bản nha, giống như từ 1 tới 20 vậy đó. Thì nhớ hàng chục đây nè. 10, 10. 10 là 10. 20 chúng ta đã biết rồi. 20. 30 là 30. 30. Nó đọc sơ, nó đớt lưỡi. Rồi cái chữ tờ sau đó, nó nếu mà các bạn đọc là 30 cũng được, 20, 30 cũng được. Là người Anh, người Úc họ đọc thành nó chữ tờ rõ ràng, nhưng phần đông người Mỹ cái tờ thứ hai đó đó họ đọc thành nó là chữ đờ nha. Họ đọc lười thành ra 30. Rồi 40, 40. Riêng cái chữ 40 mà các bạn để ý nha, coi chừng viết trật chính tả nha. Số 4 á thì nó là 4, F O U R. 14 cũng vậy, đó là 14, tức là nó 4 rồi cộng vô cái chữ mà teen nữa đó, đúng không? Nhưng mà nếu qua chữ 40 á thì là đánh dạng nó khác nha. Là cái chữ for đó nó không còn là F-O-U-R nữa, mà nó khi đó nó thành là F-O, nó bỏ mất cái chữ U đi nha, tức là U á, nó chỉ còn là for, F-O-R thôi nha. Nó là 40, 40 nhớ để ý cái đó nha, đặc biệt cái chữ số 40 là vậy đó. Rồi 40. 50 là 50, 50. Thì cái 50, 50, tờ đó thứ hai nó không đọc là D nữa, mà nó đọc là T. Đó, 4 thì 40 hoặc là 40 cũng được, nhưng mà 50 thì chỉ có 50 thôi nha. Lý do là trước nó là âm phờ phờ, thành ra người khi mình đọc ra thành cái chữ tờ nó không thấy cách nào đọc thành đông đờ được, nó khó lắm, thành ra nó dễ hơn là nó vẫn giữ là tờ nha. 50. Rồi cái 60 cũng vậy đó. Đó, nó chỉ có 60 thôi chứ không có 60 nha. Đó, 60, 60, 70 là 70. Thì cái 70 thì nó khác, 70 thì cái này nó thuận miệng nó dễ, thành ra là muốn đọc 70 cũng được mà 70 cũng được nha. Rồi 80, 80, 80, 90, 90, 100 là 100, 100. Đó, mình đọc là 100, 100. Đó, rồi. Thì bây giờ đó, chúng ta thấy đó, cái vừa rồi đó, cái hàng chục cũng là để trả lời cho cái homework number 6, câu hỏi số 2, đúng chưa? Bây giờ chúng ta coi qua trả lời câu hỏi số 3 của homework number 6. 500, 900. Thì giờ chúng ta thấy vậy nè. Cái 500 á, mặc dù là con số nó không được liệt kê qua như là những con số trước đúng không? Từ 1 cho tới 20, rồi hàng chục cho tới 100. Con số 500 này chúng ta có thể đọc nhờ vô những cái viên đá, viên gạch đó, nền tảng mà chúng ta đã học. Đó, số 1 nó 20 đó. Tại vì nó cũng chỉ là một cái kết hợp của những cái chữ đó thôi. Giờ chúng ta dòm vô 500 thì nó nói cũng y chang như tiếng Việt Nam, mình thì nói 5. 5 mà 5 cái này vô hàng trăm đúng không? Chứ không phải hàng chục hay hàng đơn vị. Đó, thì mình đọc là 500 thì nó cũng đọc là 500 nữa thôi, là 500. Thì đó, chữ 100 mình đã học rồi, đúng là 100 đúng chưa? 5 là number 5 thì mình ghép đi lại thành 500. Còn 900 là 900. Đó. Thành ra ở đây cái viên gạch căn bản ấy, là cái chữ con số 5 chúng ta đã học rồi từ 1 tới 20 đúng chưa? 100 là trăm, một hàng trăm, 100 thì chúng ta đã học rồi, đó là hàng chục đó, từ 1 cho đến 100 là những viên gạch căn bản. Rồi bây giờ chúng ta coi qua tiếp theo nữa để trả lời câu số 4 homework number 6 đó. Thì bây giờ
1.000, 10.000, 100.000 cho đến 1 triệu. Thì cái này đó, bây giờ chúng ta khi mà cái số từ 1.000 trở lên thì chúng ta mới hiểu bây giờ là tại sao Hải Âu phải để là cái dấu chấm phẩy để ngăn cách giữa những con số đó nha. Tại vì chúng ta ví dụ chúng ta dòm số 1.000 với 10.000 đi thì phải có chấm phẩy. Lý do là tại vì cái con số 1.000 đó trong cái tiếng Mỹ nó tiếng Anh đó là nó để phẩy cái sau con số 1, tức là nó cách một ba cái đơn vị đó, đúng không? Cái hàng ngàn đó là nó phải phẩy một cái. Thì nó khác với tiếng Việt Nam mình. Tiếng Việt Nam của mình đó, 1.000 thì mình để là con số 1 rồi chấm rồi ba số 0, đúng chưa? Còn Mỹ không để vậy, nó để phẩy chứ không phải chấm nha. Đó. Rồi. Thành ra nó là 1.000 là 1 phẩy một cái ba con số 0. 1000, đúng chưa? 1000. Rồi 10.000 là sao? Nó là 10,000. Thì ở đây chúng ta thấy hai cái từ căn bản là cái gì? Con số 10, đúng chưa? Và cái chữ 1000 là 1.000. Thì nó ghép vô 10,000 là 10.000. Rồi 100.000, 100.000, 100,000. Đúng chưa? Thì là chúng ta cũng thấy nó là kết hợp của 100 là 100 và 1000. Đó. Chúng ta dòm vô đó thì chúng ta thấy nó cũng phải ngay chỗ đó. Nó 100, 100 của cái gì? Cái này hàng là hàng ngàn, đúng không? Chứ không phải là hàng chục hay hàng trăm. Thì đó là 100.000. Thì vậy thôi. Rồi cuối cùng là 1 triệu. Đó, thì cái này nó thành ra một cái chữ mới rồi. Nó không phải là 1,000,000 nữa. Mà người Mỹ, tiếng Anh nó gọi là 1 million. Đó là 1 triệu. Rồi, để trả lời câu số 5 của homework number 6 là 1 tỷ và 1.000 tỷ. Đây cũng là hai cái số mà là cái viên gạch căn bản nha trong đếm tiếng Mỹ. 1 tỷ nó là một chữ mới nữa, nó là billion. Billion là 1 tỷ, đúng không? 1 billion là 1 tỷ. 1.000 tỷ là 1 trillion. 1 trillion. Đó. Nhớ đọc trillion nha. Là có trillion nha, chứ không phải là trillion nha. Hoặc là nó là billion. Việt Nam mình cứ đọc là mình đọc bi, thấy chữ bi là mình đọc bi rồi billion. Mỹ là bi, rồi nó không phải là bi mà nó thành là bill luôn nha. Lý do là cái âm l đó nó đọc thành có o thành nó bill, thành nó là giống như bill vậy đó chứ không phải là bi. Rồi trillion cũng vậy đó, million cũng vậy luôn. Rồi bây giờ thì chúng ta đã biết được những cái chữ riêng của trong tiếng Anh, đúng không? Là từ 1 đến 20 là mỗi số nó có một chữ riêng. Rồi cái hàng chục đó nó từ 20 cho đến 100 là mỗi cái hàng chục đó nó có số riêng, danh từ riêng, đúng không? Rồi 100, rồi chúng ta tới 1.000 là 1 triệu và 1 tỷ, 1.000 tỷ. Mỗi cái cột mốc đó đó nó là một con danh từ riêng, đúng không? Thì bây giờ tất cả những cái đó là những viên gạch căn bản để đếm tất cả những cái phối hợp của những con số đó trong tiếng Anh, đúng không? Từ 1 cho đến mấy trăm ngàn tỷ gì đó thì chúng ta coi cái cách nó phối hợp sao nha, từ những cái viên gạch căn bản đó đó. Bây giờ 15 thì tất nhiên nó không phối hợp gì đó, nó là con số 1 đến 20 thì nó có một cái chữ riêng cho nó, đúng không? 15 là chúng ta đã biết rồi. Nhưng mà bây giờ dòm nè, 57 thì nó trên số 20, đúng không? Thì bây giờ đó, tại cái này nó sẽ được xây dựng bởi những cái viên gạch đó, căn bản đó. Thì tiếng Việt Nam mình nói là 57 là tại vì 50 trước, đúng không? Rồi cộng thêm 7 nữa là thành ra 57. Thì tiếng Anh nó cũng y chang vậy đó. Đó là 50 là 50. Rồi cộng thêm 7 nữa là 7. 57 chỉ có vậy thôi, đúng không? 57, đó. Rồi đến 99 thì nó là, mình nói là 90 rồi mới cộng thêm 9 đó, đúng không? Thành ra 99. Thì của nó là cũng 90, là 90, đúng chưa? Rồi 99, đó, 99. Rồi 144 của mình là nói 100, đúng không? 1 là 1, không phải hàng chục mà cái này hàng trăm, thành ra là 100, đúng chưa? Rồi 40, đúng không? Là hàng chục. Rồi với 40 là 4 là đơn vị 144 thì tiếng Mỹ nó cũng y chang vậy đó. Nó nói 100 là 100. Rồi 40, 40, 4 là 44, đúng chưa? Để ý cái chữ 40 và 4 đó, hai cái đó. Cái 4 thì có chữ
you đúng không? U đó. Còn 40 thì không có. Đó rồi, cái chữ tiếp theo nữa là 1096. Thì là người tiếng Anh nó đếm nha, nó sẽ đếm nha chứ không phải nói năm tháng. Thì nó nói là 1096. 1096. Đó, nó nói là vậy đó. Mình thì còn nói là một đó, thì mình đại khái mình nói cũng nói 1096, có người nói 1096. Nhưng mà thì lối nói nào cũng được hết. Thì cái người Mỹ thì cái lối nói là 1000, đúng chưa? Tại vì nó một là một cái hàng ngàn đúng không? Thì nó là 1000. Sau đó hàng trăm thì không có, mà chỉ có hàng chục thôi, là 90 thì nó nói 90. 90 rồi 6 là 6, 96, 1096. Đó, nó đơn giản vậy thôi. Rồi 1996 thì nó lại cái gì? 1000 thì nó 1000 đúng không? 900 là nó 900, 96 là 96. Đó vậy thôi, nó đọc đó là cũng y chang như tiếng Việt Nam mình đó. Thì đó, nhân đây cũng nói với các bạn nha nè, khi mà chúng ta cùng học cái này á, là chúng ta học cái lối đếm trong tiếng Anh mà thời đại bây giờ nha, ở trên thế giới thuộc loại phổ biến, rất là phổ biến trên thế giới, thì nó cập nhật với thời đại bây giờ nha. Nhưng mà nếu có những bạn nào thắc mắc nói ở mấy chục năm trước tôi học cái sách này kia đó thì cũ hơn đó, thấy cái thời xưa cũ hơn đó thì nó bài bản hơn, hoặc là nói là viết văn chứ không phải văn nói mà văn viết đó, thì nó nói hơi khác khác chút xíu, nó có vẻ trịnh trọng hơn. Thì là trong cái đó đó chúng ta không học nha, tại vì chúng ta trong những cái cách nói khác nhau đách đếm á, thì chúng ta chỉ lựa ra cách nào nó đúng thời đại bây giờ nhất mà nó dễ nhất thôi nha. Đó, tại vì nếu mà nói đúng như thời xưa đó, thí dụ mình nói 141 thì là thay vì nói 144 thì nó có thêm chữ and nữa là già, 144. Đó, thì vậy đó, có chữ and vô nữa. Nhưng mà bây giờ cái thời đại bây giờ nó có and cũng được, mà nó bỏ đi cho nó đơn giản nè, để cho nó thành công thức chung hết, thì là chúng ta học theo kiểu đơn giản nhất cho nó nha. Đó, thì đó. Rồi, bây giờ tiếp tục 6. Mà 6 này, câu số 6, trả lời câu số 6 tiếp theo nữa nha, để chúng ta vận dụng những cái viên đá căn bản đó, viên gạch căn bản đó nha. Để coi coi, số 15.905, đúng chưa? 15.905. Thì đó, chúng ta thấy nó 15.000 nó phẩy một cái, đúng không? Nó cứ hễ cái cách là ba con số đó là hàng ngàn đó, thì nó phẩy một cái. Còn Việt Nam mình đi chấm, nhớ để ý cái đó nha. 15.905 thì sao? 15.000 là gì? 15.000, đúng chưa? 900 là 900, 5 là 5, đó là 900, 5. Mình thì có thêm cái chữ lẻ 5, thì của Mỹ đó bây giờ nó nói 905, có người nói là 905, có nghĩa là giống như là già 5, thì giống như là kiểu lẻ 5 của mình đó, thấy không? 905 hay là and 5. Nhưng mà cái lối chúng ta đã học đó là cái lối đơn giản nhất nha, để cho nó dễ dàng nhất mà nó trên thế giới bây giờ. Thì bây giờ nó đọc là 905 thôi chứ khỏi cần có cái chữ nào and ở giữa hay gì đó. Rồi, 123.468, đúng chưa? Đó, chúng ta thấy đây là dòm 6 số, thì nó 123 thì nó thuộc vô là nó hàng ngàn, đúng chưa? Đó, thì 123.000 rồi biết 468 thì nó dịch sao cũng y chang vậy. 123.000 là cái gì? Là 123, là 123 thousand, ngàn. 400, 400, được chưa? 68 là 68, thì vậy thôi, nó cũng y chang như tiếng Việt Nam mình đó. Rồi, 10.590.855. 10 triệu là gì? 10 million, đúng chưa? 590.000 thì 590 là 590, đúng chưa? Rồi mấy ngàn nữa là 1000. 800, 800, 55, 55. Đó thì vậy đó, thì cũng y chang như tiếng Việt Nam á. Chúng ta để ý tất cả trong những số từ nãy giờ cho đến cả hàng chục triệu luôn đúng không?
thì nó cũng chỉ dựa trên những cái từ căn bản, là những cái viên gạch căn bản chúng ta học, là con số từ 1 cho đến 20, đúng không? Là đó, thì nó cũng chỉ loanh quanh trong mấy số đó, rồi cái hàng 20, hàng chục nó lên tới 100, rồi đến 1.000, rồi 1.000.000, đó. Lát nữa chúng ta sẽ tới 1.000 tỷ, 1.000 tỷ, thì mấy con số đó thì ra để nó kết hợp thành tất cả những con số cách đọc tiếng Anh nha. Rồi cái câu để trả lời câu cuối cùng trong cái homework number 6 thì là con số này lên tới 1, để coi, là cái này là con số là lên tới hàng trăm triệu trước cái này, rồi nó lên đến hàng tỷ luôn nha. Đó thì đó, 100.555.666, đúng chưa? Tại mình chúng ta dòm thấy tiếng Việt Nam mình 100, mà cái này hàng triệu, đúng không? Nó có 6 cái số là sao? 555.000, đúng chưa? Nó có 3 cái số sao, nó hàng ngàn, đồng với 666. Thì cái tiếng Anh nó cũng y chang vậy đó. 100 triệu là gì? 100 million, trăm triệu, đúng chưa? 555, 555, thousand, ngàn. 600, 666, 66. Đó là vậy thôi, cũng y chang như tiếng Việt Nam nữa. Rồi con số cuối cùng là 9 tỷ 400 triệu 500 ngàn 666, đúng chưa? Chúng ta thấy 9, tại sao nó là 9 con số, thành ra nó thuộc hàng tỷ rồi, đúng không? 9 tỷ. Rồi bị 400 cái gì? Sao nó là 6 số, thành ra biết là 400 triệu. Rồi 500 ngàn, sao 500 nó là hàng ngàn, đúng không? 3 số. Thì đó vậy đó. Thì bây giờ 9 tỷ là gì? 9 billion, đúng chưa? 400 triệu là 400 million, đúng chưa? 400 triệu. Đó. Rồi 500 ngàn là 500, là 500, 1000, ngàn, 666, 666, đó thì đó vậy thôi. Thì cứ như vậy mà chúng ta đếm tất cả những cái kết hợp lại những con số rồi nha. Bây giờ chúng ta đã thấy là hàng chục tỷ rồi, cho đến thậm chí là 99 tỷ cũng đếm được luôn, 100 tỷ cũng đếm được luôn, đúng không? Thì nó cũng loanh quanh, tại xài 100 tỷ thì cũng 100 billion. Rồi cứ thế mà đến 999 tỷ là đếm được hết bằng những cái viên gạch căn bản đó. Rồi qua 1.000 tỷ thì chúng ta đã có 1 trillion rồi, đúng không? Rồi sau đó 1 trillion mới bắt đầu ra bao nhiêu tỷ tỷ, cho đến là cho đến 1.000 tỷ nữa thì chúng ta cứ thế mà đếm, đúng không? Còn nếu mà nhiều quá thì đếm không sợ nữa, thì đại khái chúng ta vậy là cũng đủ xài suốt đời rồi. Rồi ok. Rồi bữa nay thì để cho nó trọn vẹn nha, tại vì có bạn đó mà Hải Âu nghĩ cũng có một số ít bạn đó cũng lộng cộng về cái vấn đề đếm này đó, thành ra vô. Còn nói chung mà chúng ta phần đông đều biết những căn bản này thì rất tốt nha. Rồi ok, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha. Hẹn gặp trong kỳ tiếp theo. Have a good one.